Chào mừng các bạn quay trở lại video học WordPress trực tuyến của thapham.com. Ở bài trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua về khái niệm localhost là gì và cách tạo localhost cho máy tính. Thì cái bước này là để dành cho chúng ta có thể là cài đặt WordPress cho máy tính và tự thực hành ở trên máy mà không cần phải mua host và tên miền. Tuy nhiên, trong series này mình sẽ tập trung vào việc thao tác với WordPress trên host, cho nên là mình sẽ khuyến khích các bạn nên mua host và tên miền nếu mà các bạn có điều kiện ha. Và ở trong bài này, mình sẽ nói về khái niệm tên miền là gì và cách mua tên miền như thế nào, mua ở đâu cho đúng. Đầu tiên là khái niệm tên miền. Thì về khái niệm tên miền hay còn gọi là domain, thì nó có một khái niệm rất là dài, cho nên là ở đây mình sẽ rút ngắn lại và giải thích với bạn trong đúng một câu. Đây mình vừa nói và vừa viết để cho các bạn dễ hiểu. Tên miền hay còn gọi là domain là một địa chỉ kết nối với host thông qua một tên gọi. Ví dụ, phần công là sao? Khi mà chúng ta mua host thì host thì nó nằm trong máy chủ, tại vì một máy chủ nó sẽ có rất là nhiều cái host. Thì một cái địa chỉ của máy chủ là sẽ nó sẽ có dạng IP kiểu như là 123.456.789. Và khi là bạn mua host thì thường là nó sẽ có thêm địa chỉ là duyệt username. Username này nghĩa là cái username host của bạn mà bạn vừa mới mua. Vậy thì khi mà các bạn làm web ở trên đây, đây là cái địa chỉ của bạn, mà đánh dấu đậm lên, đây là cái địa chỉ của bạn. Vậy thì khi mà các bạn cài web trên đây, nếu có ai đó hỏi địa chỉ của web bạn là gì, không lẽ bạn nói là địa chỉ web của tôi là 123.456.789 duyệt username, không để mình dùng như vậy đúng không? Mà chúng ta sẽ có một cái giải pháp khác, đó là mua tên miền đặt kết nối với cái host này, để mà khi mà người ta gõ tên miền vào á thì nó sẽ dẫn tới cái nội dung của cái host. Ví dụ tên miền ở đây là Thạch Phạm. Thì thường tên miền ở đây là có hai dạng. Cái dạng thứ nhất là tên miền cấp 1, ví dụ là thạchphạm.com. Cấp 1 ở đây nghĩa là nó sẽ có một đuôi. Đuôi.com là đuôi bắt buộc. Nó có nhiều đuôi trong khác như .net, .org, .info. Và tên miền cấp 2 nghĩa là ví dụ như thạchphạm.com.vn hoặc là .edu.vn, .gov.vn. Đây là tên miền cấp 2. Thì là tên miền cấp 2 này, khi mà bạn muốn mua thì bạn phải đăng ký rất là mệt, phải có giấy phép này nọ. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ sử dụng tên miền cấp 1 thôi, mà nó lại dễ nhớ nữa. Đó, là sử dụng cái tên miền này. Vậy thì chúng ta nên mua tên miền ở đâu? Rất là dễ để mua tên miền. Các bạn có thể lên Google và gõ mua tên miền, nó sẽ có rất là nhiều kết quả trở về. Bạn có thể mua tại Việt Nam. Nhưng mà ở đây á, là mình sẽ mua trực tuyến ở trên một cái trang có tên gọi là GoDaddy.com. Cái trang này là một cái trang nhà cung cấp tên miền lớn nhất gì trên thế giới, nghĩa là họ rất là uy tín. Tên miền các bạn là không phải bị mất hay là bị gì hết, và bạn cũng có thể là mua bằng cách trả tiền qua PayPal hoặc là trả tiền qua Visa, rất là tiện lợi. Tức là bạn có thể là ở nhà mà trả tiền luôn, không cần phải đi ra ngoài chuyển tiền ngân hàng alo rồi này nọ, rất là mất công. Mà mình ở đây mình sẽ cho các bạn thấy mình đăng ký như thế nào trong vòng 5 phút đồng hồ thôi. Nhưng mà để mua tên miền được ở trên trang GoDaddy này á, thì bạn phải có PayPal hoặc Visa, cái Visa thôi. Visa này nghĩa là một cái thẻ tín dụng quốc tế, bạn có thể là làm ở ngân hàng ACB, ở Vietcombank. Cái PayPal này là một cái gọi như một cái giỏ tiền điện tử, bạn có thể nạp tiền vào và mua hàng trên mạng. Nhưng mà PayPal thì sử dụng tại Việt Nam nó hơi rắc rối, mất công lắm. Cho nên là mình khuyên bạn nên tạo một cái Visa này và nạp tiền vào Visa. Thì hướng dẫn tạo Visa thì bạn có thể vào blog mình và mở bài viết tạo thẻ Visa và PayPal để giao dịch online. Đây. Thì ở đây mình đã hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái thẻ Visa như thế nào trong vòng mấy bước thôi. Và các bạn làm cái bước này chỉ trong vòng khoảng 30 phút đồng hồ, không tới nữa. Đó. Và còn cái bước ở dưới đây là PayPal á, thì nếu mà bạn là người mới thì bạn không nên quan tâm đến phần này. Tại vì khi mà sử dụng PayPal thì nó sẽ rất là rắc rối với một số vấn đề về bảo mật. Thậm chí là đang dùng nó khóa tài khoản các bạn không chừng.
nên là bạn có thể là tạm thời không nên quan tâm tới cái này, mà chỉ quan tâm đến cái việc mà tạo thẻ PayPal và nạp tiền vào thôi để mà mua host hoặc là domain. Đó là bước cần thiết. Và để mua domain thì các bạn gõ địa chỉ godaddy.com hoặc mình đánh nhỏ này xem. Nếu mà bạn muốn mua domain tại GoDaddy á thì các bạn có thể là gõ địa chỉ này phạm.com domain GoDaddy. Khi mà gõ xong thì nó cũng dẫn bạn tới trang GoDaddy thôi. Nhưng mà tại sao là phải gõ như vậy? Thì cái này mình không bắt buộc. Nhưng mà khi mà các bạn truy cập vào cái địa chỉ đó mà mua domain á thì GoDaddy nó sẽ trả cho mình một số tiền gọi là tiền hoa hồng, cũng vài đô la thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn muốn ủng hộ mình thì có thể là gõ cái địa chỉ đó và mua domain tại đây. Bạn không cần phải trả thêm một xu nào hết, chỉ là GoDaddy nó trả thêm cho mình thôi, mà không mất gì hết. Chỉ này mình chỉ khuyến khích, mình không ép ha. Và bây giờ mình vào lại. Khi mà vào trang GoDaddy thì việc đầu tiên là bạn phải kiểm tra tên miền của bạn cần mua nó có ai đăng ký chưa. Thì các bạn có thể đến duyệt như sau. Ví dụ bây giờ ở đây mình muốn mua tên miền học.vp.com. Mua tên miền học.vp.com. Khi mà gõ vào mà nó hiện ra cái hàng sorry nè, lum tùm luôn, thì nghĩa là cái tên miền này đã có người đăng ký rồi. Bạn phải đăng ký một tên miền khác thôi. Thì ở đây là chúng ta sẽ phải tìm một cái tên khác, ví dụ như là video học VWP WordPress chẳng hạn .com. Thì khi mà nó hiện lên cái dòng màu xanh này á thì nghĩa là tên miền này chưa có ai mua hết, bạn có thể mua và giá của nó là 12,99 đô la. Bạn có thể chọn những cái đường khác như .co, .net, .org và giá nó nằm ở bên đây. Thì là mình thích .com hơn cho nên mình mua .com. Thì để mua các bạn ấn vào nút add để mà nó thêm vào giỏ. Khi mà thêm xong bạn ấn vào nút continue to check out. Tới bước này bạn sẽ thấy nó sẽ mời gọi bạn một số dịch vụ khác như hosting hay là email. Nhưng mình khuyên các bạn đừng nên mua hosting ở đây, không nên mua, rất là tệ hại. Ấn no thanks. Rồi, bây giờ ở đây là bạn thấy là số tiền rất là khủng, 73 đô la. Tại sao? Tại vì bạn để cái thời gian đăng ký là 5 năm mà mình để 1 năm thôi, nó sẽ cộng 13 đô la đó. Bạn kiểm tra kỹ cái nó cộng tiền linh tinh gì không. Nếu mà các bạn có mã giảm giá thì ấn vào cái nút này, ấn vào cái chữ này và nhập mã giảm giá vô thì nó sẽ giảm giá cho bạn. Nếu mà bạn có thì nhập vô ha, không có thì thôi. Rồi, sau khi nhập xong, kiểm tra xong hết rồi, ok rồi, các bạn muốn thanh toán, ấn vào nút Proceed to Check Out. Ở trong đây bạn có hai lựa chọn. Một là tạo một cái tài khoản mới, ấn vào nút Continue này. Khi mà tạo tài khoản mới, các bạn lưu ý với mình một điều như sau. Khi mà đăng ký, các bạn phải đăng ký với thông tin trùng với trên cái thẻ chứng minh nhân dân của bạn. Ví dụ, bạn đang ở Hà Nội, nhưng cái giấy chứng minh nhân dân của bạn là để Nam Định thì bạn phải ghi là bạn ở Nam Định ha, để mà trong một vài trường hợp đặc biệt họ có yêu cầu bạn cung cấp cái giấy chứng thực của bạn đi thì bạn sẽ gửi cái hai bản scan của giấy chứng minh nhân dân cho họ và họ sẽ kiểm tra. Nếu mà trùng khớp với cái thông tin mà bạn đăng ký thì họ sẽ cho phép bạn đăng ký, không thì thôi. Nhưng mà cái đó chỉ là cá biệt thôi, ít khi nào mà xảy ra trên GoDaddy đó. Mình chỉ là mình nhắc nhở như vậy để các bạn lưu ý. Hoặc là nếu mà các bạn có tài khoản rồi thì đăng nhập vào. Ở đây mình có tài khoản rồi, mình sẽ đăng nhập vào luôn. Khi bạn đăng nhập vào mà bạn có một số tùy chọn như sau. Bạn trả tiền bằng thẻ Visa hoặc là Mastercard ha. Hoặc là trả tiền bằng PayPal. Ở đây thì mình khuyến khích các bạn nên trả tiền bằng Visa. Tuy nhiên, ở đây là mình có sẵn tài khoản PayPal, có sẵn tiền trong PayPal rồi, cho nên mình sẽ thanh toán bằng PayPal. Mình ghi đây là tập phạm PayPal. Này tùy, mình không muốn ghi cũng được, mình ghi cho dễ nhìn.
Sau đó các bạn chọn xong thì ấn nút flag your order. Mình nhớ nhìn tỷ số kỹ số tiền ha, mấy con nó trừ mệt lắm. Bây giờ mình đăng nhập vào PayPal, mình trả tiền. Nó chỉ lấy cái thông tin mình thôi. Mình ấn phát nữa. Nếu mà bạn dùng Visa trả tiền thì nó sẽ không nhiều bước như thế này đâu. Cứ nhập thẻ vô nó trừ tiền thẳng luôn. Ở đây nó phải xác thực PayPal. Ok. Thì lúc này nó sẽ nói là thank you thật à, tức là nó chúc mình đã mua thành công à, và những cái order này, những thông tin này nó sẽ gửi vào mail đó, gửi qua mail cho bạn biết. Nhưng mà cách nhanh gọn nhất á, để mà kiểm tra xem nó đã cấp tên miền cho bạn chưa thì ấn vào cái phần visit my account vào cái trang quản lý của bạn. Sau đó mở phần domain ra. À, chuyện nằm ở trong đây nè. À, chưa. Có thể chưa, mình F5 lại coi nó có đưa cho mình vào chưa. Như có rồi đó. Đây, nên mình vừa mới mua đây. Đây. Và cái thời hạn hết hạn của nó là ngày 12 ngày 31 tháng 12 năm 2004, lộn, năm 2014. Đó. Và nếu mà nó hiện ở trong đây rồi thì tức là bạn đã mua thành công. Bây giờ bạn gõ thử coi vừa đã học com. Khi mà gõ vào thì nó chưa ra gì hết. Lý do là bạn chưa mua host, bạn chưa có thêm tên miền vào host mà lấy gì nó chạy, đúng không? Thì tạm thời trong video này mình sẽ dừng lại ở đây. Tại vì thực ra mua tên miền xong thì mình sẽ cần là mua host rồi chọn tên miền vào host là hết thôi, cũng không gì hết. Nếu mà bạn muốn sửa thêm thông tin thì bấm vào nút plus này để mà sửa thêm thông tin. Cũng vậy nữa, không có gì khó hết. Đây là cái trang sửa thông tin của tên miền. Và những cái bước trong đây thì mình sẽ nói qua khi mà chúng ta mua host. Thì tạm thời là trong video này là bạn đã biết được cách anh tên miền là gì và cách mua tên miền là như thế nào. Và hy vọng rằng là trong video này bạn sẽ có thể mua được một cái tên miền dành riêng mình dễ dàng hơn. Và mình nói nhỏ cái là nhớ mua qua link của mình ha. Đây là mình chỉ nói nó đùa, kiểu như là mình khuyến khích thôi chứ mình không ép bạn một câu lắm. Rồi thì hẹn gặp lại các bạn ở video sau.